Bộ Giao thông Vận tải cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cắm mốc giới tuyến, xác định rõ ranh giới của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, bao gồm cả khu vực ga và hành lang an toàn giao thông, nhằm bảo đảm quá trình thi công diễn ra thuận lợi và đúng quy định. Việc cắm mốc giới tuyến sẽ giúp người dân khu vực hai bên dự án yên tâm sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng quản lý hiệu quả quỹ đất, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thiện hồ sơ và gửi đến Hội đồng Thẩm định Nhà nước để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 tới đây. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án được đề xuất xây dựng với tốc độ thiết kế 350 km/h, tổng chiều dài đoạn đường khoảng 1.541 km, được điện khí hóa và đầu tư khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ với 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Bộ Giao thông Vận tải vừa trình lại Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn từ 2 làn xe lên 4 làn xe với tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng, giảm 500 tỷ đồng so với phương án trước. Tại tờ trình lần này, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất mở rộng tuyến Cam lộ La Sơn với chiều dài toàn tuyến cao tốc là 98,35 km, quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng nền đường từ 12m lên 22m. Đối với các đoạn đã đầu tư nền đường từ 23,25 m sẽ cơ cấu mặt đường cắt ngang theo hướng mở rộng giải dừng xe khẩn cấp. Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị triển khai dự án theo hình thức đầu tư công, sau khi hoàn thành sẽ xây dựng phương án để thu hồi vốn nhà nước. Nếu được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án sẽ chuẩn bị đầu tư vào năm 2024 và cơ bản hoàn thành vào năm 2025. Hôm nay ngày 14 tháng 10, tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên sẽ bắt đầu giai đoạn vận hành thử, với sự tham gia của gần 500 nhân sự. Giai đoạn vận hành thử sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 11. Tuy là vận hành thử nhưng sẽ diễn ra giống như vận hành thương mại chính thức, với thời gian giãn cách giữa các chuyến tàu là 4 phút 30 giây và chia thành 2 ca làm việc mỗi ngày. Để chuẩn bị cho giai đoạn này, toàn bộ nhân viên đã được đào tạo, chuyển giao công nghệ từ nhà thầu, chuyên gia nước ngoài để chuẩn bị cho hành trình vận hành tuyến Metro đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những nhân sự trụ cột nền tảng cho hệ thống đường sắt đô thị thành phố trong tương lai.